Rồi, hello, xin chào anh em ha. Nay em lên tiếp một con Mitsu GM180 anh em. Con này là 6 HP, tua chậm 1800 vòng trên 1 phút ha. Max của nó là 2000 vòng trên 1 phút. GM180 số Sugi 6789 nha. Con này thì còn rất là ok ha anh em. Con này còn rất là ok. À, chụp giật nó mớp chỗ này nè, mình có đóng sửa lại ha. Mình sửa lại nên nó chóc nó sờ xíu ha nè. Đấy, tổng quan về con máy ha, còn rất là khá là đẹp ha nè. Ốc máy còn rất khá là đẹp ha. Sombo cũng còn rất đẹp ha. Nắp cò thì nó hơi gỉ xíu ha nè. Cái này mình đánh ra thì nó sáng, nhưng mà em không có đánh ha. Em đánh thì nó mất lớp mạ thì nó ổn ha. Để gì thì nó không xét lan ra, nên em đánh thì phải sơn lại ha. Đấy, đây mình sang con là Mikuni ha, in da băng nguyên zin từ đầu tới đít ha anh em, máy móc nguyên zin. Đây có cái báo xăng này là mình thay mới ha, báo xăng là thay mới. Nhưng mà cho anh em coi thùng xăng bên trong, đây cái lược ha, lược còn rất là đẹp anh em. Đây thùng xăng, thùng xăng rất là keng luôn ha, rất là sạch, sạch từng chi tiết ha anh em. Đây anh em nào thích là hàng máy sáo ngựa mà giá rẻ, anh em làm con này ha, xài ok, chạy không thua gì 181 anh em. Nếu nói so về tốc độ, 181 có thể không qua thằng này ha. Đấy, cái con này là cái mặt nạ nó không có tem ha anh em. Đây, hàng nguyên zin ha. Dây giật này là mình thay mới ha, dây nó dây bự á, dây bự mà nó ngắn quá nên mình thay mới, nó dài cho anh em dễ giật ha. Đây là lá cờ của nó ha. Đây, khóa xăng nó thiếu cái ly xăng, anh em làm chốt thì mình nhắn cái ly xăng vô cho anh em ha. Đấy, máy móc là nguyên zin ha, tình trạng của nó là nguyên zin. Con này mua ghi còn zin luôn ha anh em, mua ghi chưa qua thay ha. Máy còn rất là nhảy nổ ha, để em test nổ cho anh em coi cái, khỏi cần lên ga đóng me gì ha anh em, chạy rất là chuẩn ha. Ga là không có mũi sượng ha anh em. Lên ga ngọt như mía lùi, không một mía sượng ha. Đặc biệt là máy bên mình bán là không bao giờ phải lên ga đóng e để giật nổ ha anh em. Anh em cứ để nguyên máy, nguyên tình trạng, nguyên thủy gì cho mình ha. Rồi, anh em kéo tới tuôn gắt cứng nè, đó, nha. Kéo tới tuôn gắt cứng rồi buông trở lại. Nhặt qua ha, cái là chạy garanti cực kỳ nhuyễn nha, garanti cực kỳ nhuyễn, nhỏ nhẹ chứ không phải là lên ga lớn nha anh em, garanti cực kỳ nhuyễn. Cho anh em vào tải nè, vào tải con máy cực kỳ im ha. Đấy, những con máy này nó chạy im hơn 181 nhiều ha anh em. Đây con này là trên dàn sới nè, nó có cái điện để đưa ra cái bóng đèn anh em, có cổng dây điện để đưa ra bóng đèn luôn nha. Đấy, con máy này thì giá rẻ thôi ha. Anh em là có nhu cầu sử dụng thì alo cho mình ha. Con máy này giá rẻ ha. Con này là giá 4 triệu chưa bao gồm phí ship anh em. Đấy, anh em cứ tham khảo chỗ khác nó bán 4 triệu rưỡi, 4 triệu 8, 4 triệu 9 gì kệ nó. Nhưng em là bán 4 triệu. Anh em là có nhu cầu thì alo cho mình. Bên mình bán là bao zin cho anh em hết ha. Những cái mặt nạ áo gió này nè, mình tháo ra mình vệ sinh đã vô mở bò rồi đầy đủ cho anh em ha. Dây giật, cót dây giật mình cũng vô mở bò đầy đủ cho anh em hết ha. Đấy, xịt sơn rồi chống xét là mình xịt dầu ha, dầu chống xét anh em nào thích về thì sơn lại thì sơn ha, còn không thì để nguyên vậy. Cái này là đốm đốm là ha, đốm này không ảnh hưởng anh em, nó hơi xấu xíu thôi. Quan trọng mình xăng bên trong là đẹp ha, quan trọng mình xăng bên trong là đẹp keng xà beng. Đấy, máy xấu mình bán giá xấu, máy đẹp mình bán giá đẹp ha anh em. Hàng bãi là mình phải chấp nhận nha, chứ không có quy định là con 180 là 4 triệu hay là con 181 là 6 triệu gì không có. Đẹp bán đẹp, xấu bán xấu ha. Mùa cao bán cao, mùa thấp bán thấp. Này, quan trọng là máy zin ha. Ốc tán này là zin hết ha anh em. Em mình bao anh em là zin hết. Toàn bộ giật lại cái nữa cho anh em coi ha. Vừa qua dây giật là nổ ha anh em. Có nhu cầu thì alo cho mình ha. Rồi, xin chào anh em ha.